Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Apca. Và đây là cập nhật về bút mực nha các bạn. Tối ngày đầu tiên, đây là đang là khuya ngày đầu tiên. Và danh hiệu của mình hiện tại đang là danh hiệu tự tước. Chúng ta sẽ chuẩn bây giờ đến với danh hiệu tiếp theo. Và đã đạt được cái danh hiệu tiếp theo, tự tước. Rồi, danh hiệu tiếp theo sẽ là bá tước các bạn. Thì chúng ta sẽ cần gì? Đầu tiên là chiếm một danh hiệu trong đồng bằng băng giá dốc đá thảo nguyên thiêu đốt. Tức là chúng ta sẽ chiếm một ô đất sau lưng những con boss đang chặn đường, kiểu giống như vậy các bạn. Ở bên ba góc thì ba cái tên sẽ là ba cái tên khác nhau. Nhưng cơ bản là chúng ta sẽ chiếm một ô đất hoặc là làng sau lưng cái con boss là được. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo, chiếm 10 các khu định cư được trồng trọt riêng cấp 4 hoặc cao hơn. Đây là các bạn chiếm thị trấn 1 nha. Đạt 90.000 tinh chất phước lành. Cái này thì các bạn chỉ cần AFK đạt được tinh chất phước lành là đủ. Đạt 3 thánh vật được ban phước lành tinh nhuệ. Cái này nhiệm vụ này tức là các bạn đạt 3 thánh vật level 3. Rồi còn nhiệm vụ cuối cùng, chiếm một trong các khu định cư được trồng trọt của riêng cấp 5 hoặc cao hơn. Nghĩa là các bạn sẽ chiếm một cái thị trấn 2 là sẽ xong cái nhiệm vụ này. Rồi, sau khi up level, up bậc lên thì mình sẽ có thêm 5 slot làng. Và với 5 slot làng này thì team mình đang như này. Thì mình sẽ dùng để farm thêm nha các bạn. Mình sẽ farm thêm thị trấn 1. Mình on hơi trễ nên gần như tất cả các thị trấn 1 xung quanh mọi người đều đã clear sạch rồi. Tầm này thì ạc mọi người đều đã mạnh và mọi người đều có khả năng clear được thị trấn 1 nên họ clear rất là nhanh các bạn. Đối với một số bang yếu thì khác, chứ còn đối với một số bang mà toàn là mồm rộng tức là sức ăn nhiều các bạn, thì nếu mà các bạn on trễ một xíu thì hoàn toàn là các bạn sẽ không có còn thành nào để ăn. Rồi ok, bem gần hết rồi, mình sẽ đi lòng vòng mình kiếm đây các bạn. Mình nhớ là gần chỗ mình còn có một cái làng ba mình chưa ăn. Rồi, bạn nào đã bonus quốc sạch bút luôn rồi. Mình nhớ có một làng ba mình nối đường qua mình chừa lại các bạn. Rất tiếc cái làng ba đó cũng đã bị bốc hơi ha. Ok, ở đây mình còn một cái thị trấn 1 thì mình sẽ nhai cái thị trấn 1 này. Tầm này thì ạc quá mạnh rồi các bạn, mình sẽ dư sức nhai. Mình sẽ thử nhai cái thị trấn 1 này với team đơn giản thôi các bạn. Mình sẽ dùng The Red với Siêu Lát xem thử nhai nổi không. Các bạn dự đoán xem nếu mà The Red với Siêu Lát thì nhai nổi thị trấn 1 không các bạn? Theo mình thì chắc không rồi. Tệ lắm thì cũng cho 3 con Agi vào. Rồi thử nha, 3 con Agi với cái thị trấn 1 này, bỏ The Red vào cho con này vào. Ta sẽ dùng con Lika hoặc là thị trấn 1 này mình sẽ dùng team Ensama các bạn. Mình sẽ tích food của team kia, mình sẽ dùng team Ensama để clear nha. Rồi thử các bạn, 4 con team Ensama và nhân vật được boost thánh tích sẽ là con Ensama luôn. Ok, không sao, vẫn clear được các bạn. Tuy nhiên mình bị 2 sao, rất tiếc. 3 sao thì mới ngon. Tầm này thì quá mạnh rồi các bạn, clear thị trấn 1 thì khá dễ. Mình sẽ thử nhòm ngó tới trấn 2 này, mình thử thôi nha. Giả bộ mình làm nháp nha các bạn. Đang trên hình có hơn gấp 2 lần lực chiến. Nếu mà dù mình có gấp ấn của con này vô thì mà mọi người nghĩ là nó sẽ trên bao nhiêu lực chiến nè. Thử luôn, mình thử cho mọi người xem. Với tầm ngày đầu tiên ăn được trấn 2 không nha. Abido đã bốc hơn. Joker hiện tại đang gồng. Rồi, hiểu luôn các bạn, không đánh được.
Không đánh được nghĩa là mình sẽ đi kiếm trấn một thôi, vòng vòng kiếm trấn một và bam thôi các bạn. Gần như là mọi người clear muốn sạch rồi, mình còn 4 slot nữa, cùng với đó là mình có 2 slot làng 2. Do đó mình sẽ kiếm tầm khoảng 6 cái trấn một nha. Biết có bạn nào còn sót cái trấn một nào mấy góc này không ta? Bây giờ là chúng ta bắt đầu với quy trình tìm và diệt nè. Bên này còn sót 2 lần 3, 1 trấn 1. Khá là ít. Phải nối qua tới 1, 2, 3 điểm. Nối qua 3 điểm thì chúng ta sẽ ăn được 2 lần 3, 1 trấn 1. Khá tốn công các bạn, nên mình sẽ né ha, đi kiếm chỗ khác. Cơ bản thì khi đi bất mật này các bạn lưu ý, khi mà sức mạnh của team mình tăng lên thì các bạn cứ bỏ bớt làng cũ và các bạn gia tăng thêm cấp làng tối đa mà các bạn có thể farm được, đã tăng số lượng tinh chất trên giờ thì team mình sẽ rất nhanh tăng tiến sức mạnh nha. Mình đang thực hiện việc đi dò mìn các bạn, đi dò mìn dò mìn dò mìn. Mình sẽ dò mìn rồi mình kiếm làng, mình bam gần như mấy khu này hết rồi các bạn ơi, còn sót đâu đó 1-2 thành. Không biết là tối nay mọi người có bem bot chưa? Bem bot vào trong thì rất nhiều slot các bạn. Bem bot vào trong thì rất nhiều slot. Hiện tại nếu mà đủ lực thì mọi người sẽ clear minion con bot này. Và mình thấy chưa ai đụng tới hết thì thôi mình cũng sẽ không đụng nha. Đâu đó thì tầm khoảng bắt đầu trưa ngày mai thì mọi người sẽ bắt đầu công bot các bạn. Mình thấy các sự kiện trước thì tầm tầm vậy. Đi kiếm, đi kiếm. Rồi. Nông dân chăm chỉ các bạn đi kiếm nhà. Gần như chẳng còn cái nhà nào để ăn nữa. Tại vì chúng ta đang chơi một cái sự kiện mà chúng ta đang đi chung với bang các bạn. Bạn lưu ý ha, ở đây là chúng ta đang đi một cái sự kiện mà dạng theo bang. Nếu mà các bạn farm nhiều quá thì những người còn lại của bang sẽ bị thọt. Tương ứng với việc là nếu mà các bạn farm nhiều thì những người còn lại của bang sẽ thọt, còn nếu mà những người trong bang farm nhiều thì bạn sẽ thọt. Vậy thôi. Tại vì đây là một sự kiện chúng ta cùng ăn chia chung trên một mảnh đất mà. Số lượng thành thì nó giới hạn nhiêu đó rồi, nó không có đẻ thêm được. Nên chúng ta nếu mà một người ăn quá nhiều thì những người còn lại sẽ bị hao hụt xuống thôi. Ok, mình sẽ dùng những con tướng đó mình clear clear mấy cái này. Mấy này thì đơn giản rồi, cho một con vào clear cũng được. Cái này là chúc mình sẽ xóa đó, mình sẽ không có ấy nha bạn. Food mình đang dư rất là nhiều. Rồi mình sẽ đảo tướng, mình không để một con đứng gồng đâu. Các bạn để một con đứng gồng thì lúc mà các bạn ghép đội hình nó sẽ bị trên food rất là nhiều, không xài được các bạn. Video này thì mình đang ghi vào lúc tối khuya ngày ngày đầu tiên của bất mực nha, chứ không phải là trưa, tại vì mình ghi xong rồi mình đăng sau các bạn. Con Joker hiện tại food đang khá nhiều, mình sẽ xả bớt cho nó đều với team. Rồi, giờ mình sẽ ăn ăn khu này. Ăn làng 3, hiện tại làng 3 đang có 10 11.000 lực chiến. Với cái team này mình nghĩ một mình con nóc nhà là dư sức ăn. Rồi. Ok. Để mình lóc lại các bạn.
Không biết nó có bị mất phút không ha. Mất 1 phút nha các bạn. Rồi, làng 3 một mình nóc nhà solo luôn. 3 sao. Easy các bạn, đơn giản thôi. Bỏ bớt làng 1 và mình sẽ ăn thị trấn 1. Tiêm không gian hay đỡ clear minion cũng được thì mình sẽ bỏ ra. Sẽ dùng The Red với lại siêu lát ha bạn. Hai con mà nhai cái thị trấn 1 mà chắc hơi khó nên thôi, mình sẽ vẫn dùng tim tim này Iron hút về. Xong rồi Lyca đứng tăng. Iron hút về, Lyca đứng tăng và nóc nhà sẽ có trách nhiệm là đam chính nha. Đây. Lại đây, bàn hết, bàn hết. Rồi, Yon'Rath nó quay ngược lại thời gian các bạn. Không kịp quay và mình bị một sao luôn rồi. Ở đây làng 3 thì mình sẽ thử cho các bạn cái cặp đôi Dread với lại con siêu lát. Nhưng mà mình nghĩ tầm này chắc không cần con Dread đâu. Con siêu lát đâu, thì mình cứ thử bỏ theo sau. Rồi, lên được cấp 3 thì chúng ta sẽ có đeo ấn cho tướng, mình đeo vào cho bạn Dread nha. Rồi, cào thôi các bạn. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo được 3 sao ha. Ba ngàn tinh chất các bạn. Nói chung là chưa thỏa mãn nhưng mà bây giờ mình muốn tăng thêm thì mình sẽ phải lết qua đây, lết khá xa ha. Lết tới 1, 2... Mình phải đi khá xa thì tốn khá phút. Rồi, về cơ bản sự kiện bất mật vậy các bạn. Mình đã giới thiệu với các bạn cái nhiệm vụ để các bạn đi từ bậc tử tước lên bậc từ bậc tử tước lên bậc bá tước. Cùng với đó là cách mà các bạn bỏ làng cũ hoặc là chúng ta farm thêm làng mới nha. Khi các bạn lên được Agi 3.0 thì lực những con Agi rất mạnh các bạn. Các bạn dư sức farm được thị trấn 1 cũng như là làng 3 một cách rất là dễ dàng rồi. Ok, và video của mình đến đây cũng xin được phép kết thúc luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.